xin lỗi. Cho xin điếu thuốc được không anh? Yes. Must of course. Excuse me? Excuse me? Xin lỗi cô, cho hỏi thăm là mấy giờ rồi? 4:15. Thank you. Tôi có thể sit down nói chuyện được không? Tôi là Michael, Dr. Michael. Nhưng mà cô có thể gọi tôi là Nam. Lúc nãy anh ngồi over there, anh nhìn sang over here. Em có biết anh đang suy nghĩ gì không? Và anh tự hỏi với lòng của mình là: bác sĩ Nam, what can I do? Và anh qua đây để tự giới thiệu mình với người đẹp. Xin lỗi nha, anh thiệt là sơ ý quá. Ê, what's up man? Có quen biết đâu sinh hồi kỳ vậy? Xin lỗi, sau đây cô định đi đâu vậy? Hỏi anh chi vậy? Tôi ở khách sạn Quỳnh Quang, ở rất là gần ở đây. Nếu như mà cô không ngại thì tôi xin được phép đưa cô về khách sạn của tôi để mà tắm rửa, thay đồ. Xin phép được hẹn cô lúc 5 giờ. Sao lại 5 giờ? Tại vì anh sẽ có mặt ở đó. Để làm gì? Để cho tôi được có một cái cơ hội xin lỗi cô một cách đứng đắn hơn. Có nghĩa là anh sao? Ví dụ như là tôi sẽ quậy cho cô một ly cà phê. Yeah. Quậy cà phê á? Anh quậy cho tôi một ly cà phê. Of course. Yeah. Có bao giờ mà cô uống thử cà phê với lại whisky chưa? Được. Hẹn anh đúng 5 giờ. Ngày mai tôi sẽ cưới cổ cho anh coi. Cho ly cà phê rum. Sao nói với anh là bỏ thuốc rồi mà? Em chờ anh gần 2 tiếng đồng hồ. Anh chờ em có đợi đây sao? Nhưng mà em chưa chờ ai lâu vậy hết á. Thông cảm đi, tại vì xe cộ đông quá mà. Mỗi lần băng qua đường mất cả 10 mấy phút đồng hồ á. Ủa, ai bắt anh đi bộ làm gì vậy? Vậy chứ. Taxi. Lên xe. Thôi, anh đi bộ lúc nào hay lúc đó à? Lúc đó lên xe. Một đời yêu nhau, gió mưa qua thật mau, mùa
Ủa kiểu gì kỳ vậy hả? Ê! Đường xe, đường xe! Đường xe tôi xuống! Ê! Ê! Cô Trưng! Ê! 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 Đụng cô Trưng! Cô Trưng! Ê! Đụng xe! Đụng! 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 Xuống xe hết đi! Mai mà lũi cho sập cái hố á! Lũi vô đồn cảnh sát cái gì? Mẹ nó cắm trước mày! Chạy xe kiểu vậy không á, sao chịu nổi? Chứ anh muốn chạy kiểu gì? Nó không quýnh anh là mai rồi đó. Không có taxi nữa, nguy hiểm quá. Xích lô không chịu, không đam chịu, giờ taxi không chịu, anh muốn cái giống gì anh đi đi bây giờ. Má quả bức tranh lớn làm lễ cưới cho hai đứa đó. Sao? Má quả bức tranh lớn làm lễ cưới cho hai đứa. Chứ không phải hình ông bà hả? Không, bị má muốn hàng xóm biết con cái má lấy gì kiều. Anh mà gặp là anh phải tỏ vẻ ngạc nhiên đó nghe chưa? Ngạc nhiên cẩn vậy được không? Qua miễn về cái Liêm ở. Thì ở và chuyên nhà cũng được vậy. Không, vì chuyên nhà hát hò gì. Em muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng mà. Qua đó là tính nha. Không, em tính rồi anh khỏi tính. Vậy được rồi. Vậy hỏi anh gì? Nói chứ không phải hỏi. Mà còn cái vụ con cái á, nổi tiếng sao mới tính á. Rồi. Có yêu em không vậy? Yêu chứ sao không yêu. Yêu nhiều hay ít? Nhiều. Nhiều cỡ nào? Nhiều thiệt là nhiều luôn. Sao? Em yêu anh nhiều hơn. Trời, anh yêu em nhiều hơn. Em yêu anh nhiều hơn. Anh yêu em nhiều hơn chứ. Em yêu anh nhiều hơn. Anh yêu em nhiều hơn mà. Em yêu anh nhiều hơn. Thì em nói sao thì vậy đi. Cái gì? Ý là anh nói anh yêu em ít hơn là em yêu anh đó hả? Không có, anh yêu em nhiều hơn, chịu chưa? Em yêu anh nhiều hơn. Anh yêu em nhiều hơn. Em yêu anh nhiều hơn. Anh yêu em nhiều hơn. Em yêu anh nhiều hơn. Mấy em về nhà nhớ làm bài tập cho tuần sau nha. Tất cả về được rồi. Con đã nói với má biết bao nhiêu lần rồi, anh còn bận lắm anh không có tới được mà. Dạ. Rồi má đặt con đi. Dạ. Em về là anh phải đi ngủ liền đó nha. Đương nhiên rồi, chứ thức tới ông nội anh hay làm gì. Anh vừa nói gì á? Anh đi ăn cái về liền à? Anh vừa nói anh thức tế em của nội anh kìa. Đúng ra anh đâu muốn liền gì. Nhưng mà giờ hai đứa tụi nói từ Mỹ về đây giữ đám cưới của mình rồi giờ. Nó chưa đi ăn cái anh không đi kỳ lắm á. Đi ăn hay đi làm gì ai biết. Nói gì kỳ á. Còn có 24 tiếng đồng hồ đám cưới tụi mình rồi. Rồi anh bỏ anh đi thì mới lỡ có chuyện gì thì sao. Với hai thằng bạn anh ai mà tin được. Cái gì đâu đi ăn thôi mà làm gì tin không tin. Em đi chung với anh. Thôi không đi nữa. Anh không đi nữa, hơn nữa đi bằng gì giờ. Anh hứa rồi nha. Nói sao làm vậy.
Huy, tao muốn nói với mày một điều. Nếu như mày nghĩ tụi tao để cho mày yên thân khơi khơi đi lấy vợ mà không làm một cái điều gì hết thì mày là cái thằng ngốc nhất ở trên đời. Đêm nay tất cả bạn bè ở ba bốn nước ở khắp nơi về đây để chung vui với mày trong cái đêm cuối cùng trong cuộc đời độc thân của mày. Đêm nay tụi tao hứa sẽ dành cho mày một đêm hư hỏng nhất của đàn ông. Anh không có làm gì bậy bạ. Đừng có chửi anh nha. Tại mấy thằng khốn nạn này nè, mấy thằng khốn nạn này nó dụ anh nè. Nó dụ anh làm gì? Nó dụ anh không có làm gì bậy bạ hết á. Không có làm gì bậy bạ là đúng rồi. Nếu không có em, làm sao làm bậy bạ được? Rồi. Anh muốn hỏi em về điều kiện mà tụi anh muốn nhờ em để phục vụ cho chú vậy. Anh đang ở trên xe lửa.
xe lửa. Ê, tôi đang làm gì trên xe lửa vậy? Nè, anh làm gì nắm chân tôi vậy? Tôi hỏi cô là tôi đang làm gì trên xe lửa? Anh ngủ. Tôi ngủ. Tại sao tôi ngủ trên xe lửa? Ngày mai tôi làm đám cưới mà. Hôm nay nè. Hả? Qua 12 giờ rồi, anh cứ giờ hôm nay nè. Tôi có nói chuyện với bạn của anh. Hai cái thằng khốn nạn. Buông chân tôi ra đi. Anh có biết là anh hôi rượu đến nỗi người ta bỏ đi chỗ khác ngồi hết không? Mày chơi tao hả? Ê, hai đứa tụi bay ra đây nghe. Tao không có giỡn chơi tụi bay à. Mày núp ở đây phải không? Ê, tụi nó đang ở đâu? Bạn của anh hả? Hai cái thằng khốn nạn bỏ lên xe lửa nè. Tôi đâu có biết. Tại sao cô không biết? Mình có quen với nhau không vậy? Có quần tôi đâu? Bộ anh không nhớ gì hết á hả? Ừ. Nhớ gì? Chắc anh uống nhiều quá rồi. Uống nhiều uống tiền quá. Có thiệt không? Tôi thiệt tình là tôi không có biết gì hết trơn á. Cái bóp từ đâu rồi? Cái bóp từ đâu? Vé xe lửa 1 triệu. Rồi làm sao tôi về Sài Gòn? Tôi lại cô. Cô làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết. Vậy chứ cô ngồi đây làm gì? Bạn của anh trả tiền vé xe lửa cho tôi rồi nhờ tôi coi chừng anh. Thì sẵn mình tiện đường cho nên tôi chịu. Tiện đường? Tôi còn biết tôi đi đâu nữa mà tiện đường gì? Xin lỗi nha, tôi không phải là con người nóng nảy hồ đồ vậy đâu. Tại vì tôi đang bối rối quá cho nên tôi lỡ lời. Cô đừng có buồn nha. Cô cho tôi hỏi thăm là cô đi đâu vậy? Phan Thiết. Điều này chết chắc rồi. Anh đưa tay anh đây. Cô nói gì? Đưa tay trái anh đây. Cô làm gì vậy? Tôi coi chỉ tay cho anh đó. Tôi. Đường tình cảm của anh rất là dài. Là sao? Đường tình cảm mà dài như vậy là chắc chắn anh sẽ về Sài Gòn làm đám cưới xong rồi kia sống hạnh phúc suốt đời luôn. Cho nên anh đừng lo nữa. Trừ khi cái gì? Trừ khi đó là đường sức khỏe của anh. Tôi hay cái lộn hai cái đường này lắm. Hai cái thằng mắc dịch nó đón tôi trước kìa. Làm hết hầu hết vía à? Chơi tao hả? Chơi tao hả?
Nè, lát nữa tôi nhờ cô này nha, khi mà xe lửa ngừng á, tôi lén tôi xuống không cho tụi nó thấy. Tụi nó lên kiếm tôi á, cô nói tôi nói là tôi sợ quá tôi nhảy qua cửa sổ xe lửa rồi ha. Ủa, ê ê ê, ủa sao xe lửa ngừng vậy? Ê ê, ngừng xe, ngừng xe lại, ngừng xe, sao nó ngừng vậy? Ê cô, tụi nó làm sao mà đưa tôi lên cái xe lửa này được? Ai mà biết bạn của anh ngu tới nỗi bỏ anh lên lộn xe lửa chứ. Nhìn mặt tụi nó vậy mà cô không biết hả? Không phải lỗi của tôi, ai ở không đâu đi hỏi thăm bạn bè của anh làm gì. Phải rồi, làm gái như cô thì có nhiều chuyện quan trọng để làm mà. Anh nói gì? Anh đừng có ăn nói hồ đồ vậy nha. Đi đúng hướng không? Thì ngừng xe chút cho coi coi. Ở đâu rồi? Chắc khi này Nguyên nó về Mỹ nó mua súng nó bắn tao chứ mày quá. Trời ơi, tao hỏi mày tới đâu rồi? Tao hỏi mày trước nè, nhà ga Mương Máng nó nằm hướng Tây Bắc hay là Đông Bắc? Tây Bắc. Đúng. Mà tao hỏi thồ mày. Câu hỏi kế tiếp nè, tại sao hồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ tao với mày đi hướng Đông Bắc? Mấy ngàn gọi điện thoại về nhà đi. Thôi khỏi đi, hai cái thằng mất dịch kia nó tới đón tôi liền mà. Hai cái anh mà bỏ anh lên lộn xe lửa đó hả? Cô tưởng là có cô và tôi mới về Sài Gòn được hả? Xin lỗi cô à, ai mà cần sự giúp đỡ của cô? Ai thèm giúp hạng người bất lịch sự như anh. Ngựa. Anh mới nói gì đó? Tôi nói là tóc cô giống cái đuôi ngựa. Anh có biết người ta muốn mua nó với bao nhiêu tiền không? Đồ hói đầu. Cho cái vé về Sài Gòn cái chuyến sớm nhất. 52 ngàn. Dạ có chuyện này vui lắm.
Dạ anh, kể chị nghe cười bể bụng luôn. Tôi cười chịu giờ. Dạ ngày mai là đám cưới của em á chị. Mà hồi chiều này mấy thằng bạn nó chơi ác quá, nó cho em uống rượu sai rồi cái nó bỏ lên to xe lửa đó. Mà vui cái chỗ là em không có tiền mua vé về Sài Gòn. Thì ra chị có cách nào mà chị giải quyết cho em về Sài Gòn được không chị? 52.000. Dạ chắc chị chưa hiểu ý em á. Ý em nói là em không có 52.000 để mua cái vé về Sài Gòn. Chị coi có cách nào mà giải quyết cho em cái vé miễn phí em về được không? Miễn phí? Dạ. Cái này là cũng tại nhân viên của chị à. Họ không có nên để một cái người mà người ta bất tỉnh nhân sự mà lên xe lửa vậy. Một người mà đi từ cái chỗ này tới chỗ kia người ta phải có ý thức được là người ta đang đi đâu. Hay là ít ra nữa người ta phải có mặc đồ đầy đủ. Chứ nếu mà tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa thì mai mốt có cái xe lửa của chị chở toàn là những người bất tỉnh nhân sự và trần truồng. Cái chỗ khác đi đồ khùng, kêu công an công đâu bây giờ. Tôi không có để bà coi tôi giống như thằng khùng đâu nha. Bà ngồi bà kêu đi. Kêu đi. Hả? Alo. 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 Em á hả? Anh á hả? Anh nè. Em làm gì vậy? Bà 4 giờ sáng nó không ngủ làm gì? Xin lỗi em nha. Ủa? Sao hồi hôm em gọi anh không bắt phone vậy? Anh ngủ mê phải không? À. Ngày mai đám cưới rồi không đi ngủ dưỡng sức đi rồi còn gọi em chi vậy? Anh gọi em anh nói lẹ đi, mai em còn phải tập hát cho đám cưới nữa đó. Anh muốn nói với em là anh yêu em nhiều hơn. Lâu á, em yêu anh nhiều hơn nè. Xe chạy không anh? Chạy. Nhưng mà anh đi đâu? Sài Gòn. Hả? Sài Gòn. Hả? Bộ điếc hả? Đi Sài Gòn. Giỡn hoài. Đâu có ai mà đi cái xe này về Sài Gòn cha nội ơi. Cái gì? Tôi trả anh gấp đôi. Gấp đôi hả? Tôi tới Sài Gòn rồi hả? Ê! Này! Dạ? Muốn giết tôi hả? Tại sao vậy? Ông có bao nhiêu tiền? Ông đang cho cái xe nổ kìa. Nổ hồi nào? Nó bốc khói. Thì nó bốc khói là nó sắp nổ rồi. Nổ đâu mà nổ? Cái máy nó nóng nó bốc khói cha nội ơi. Thì nó nóng một hồi nó mới nổ. Trời đất ơi, tôi còn cầu cho nó nổ nữa à. Không có biết gì xảy ra để tôi sửa. Không sửa thì chừng nào mới xong lần.
thì sửa chừng nào nó nổ máy thôi. Thì sao rồi tự nhiên xe bốc khói vậy? Tại sao? Ai biết, tôi hỏi ông à. Ông có mắt không? Có hai con nè. Xe thiếu nước. Mắc cái vụ kia kìa. Mày có chắc chắn là kỳ này mình chạy đúng hướng không? 100%. 100%? Vậy mày coi bản đồ làm gì nữa? Ta đang tìm đường rầy xe lửa. Tìm đường rầy xe lửa? Bộ mày tính lấy cái xe Honda mà chặn đầu xe lửa hả? Tao muốn hỏi mày cái ga mương máng nó nằm ở đâu kìa? Thì nó nằm ở đây nè. Vậy mày còn tìm đường rầy xe lửa làm cái con mẹ gì nữa? Thì tại vì tao mày đang đứng ngay cái ga nè, mà tao không thấy cái đường rầy xe lửa đâu hết. Mày có thấy không? Hả? Có thấy đường rầy đâu không? Đâu? Đường rầy đâu? Thấy không? Ê bò, chị đua không mày? Chị đua với bò không không? Mấy giờ mới tới Sài Gòn? Chừng 3-4 giờ chiều nay tới. 3-4 giờ? Ừ. Nếu tôi bỏ xe tôi chạy bộ còn nhanh hơn á. Tại ông mà cái xe tôi mới hư đó nghe ông. Mắc mới gì tôi, tự nhiên là tại tôi à? Ông còn phải trả tiền thêm cho tôi sửa xe đó đó. Trả ông khỉ á. Để tiền rồi tôi đi xe bò còn nhanh hơn à. Ờ, cái mặt cũng đi xe bò cũng không hạp à. Nhỏ lớn chưa quýnh lộn nha. Còn thu nhỏ lớn kém lộn nè. Đi xe lửa vừa rẻ vừa mau không chịu đi. Rồi đi xe bò. Với các bạn nào mua vé. Ông nói gì? Trời ơi, tôi đang ở đâu đây trời? Ê! Quá trời đứng rồi hả? À, xin lỗi nha bác. Cho cháu đục mưa, xíu mưa lớn quá. Đâu quá, để đây chỗ khác rồi. Bộ chỗ này của ông hả? Không phải. Mà mày làm chân tao nè. Xin lỗi nha bác. Nói cho cháu hỏi đây là đâu vậy bác? Ngã ba Bình Tây. Alo. Alo. Ai đó? Tôi nè. Tôi là cái người mà hồi nãy đi xe lửa chung với cô đó. Hên quá, tôi gọi đại cái số mà trong cái tờ giấy 2000 cô làm rớt lại. Tôi cố ý làm rớt cho anh gọi về nhà mà anh gọi tôi làm gì vậy? Tôi gọi cô để tôi xin lỗi về những lời nói của tôi hồi nãy. Anh gọi tôi để nói vậy thôi hả? Với lại tôi muốn xin cô tha lỗi giùm tôi. Thôi đi, tôi cũng có một chút lỗi mà. Không, cô hoàn toàn không có lỗi gì hết trơn á. Tôi là người có lỗi hoàn toàn trong chuyện này. Thôi được rồi, tôi tha cho anh đó. Vừa lòng chưa? Chúc anh vui vẻ nha. Ê, khoan. Cô à, cô là người duy nhất mà tôi biết được ở đây à. Thành ra tôi mong là sau khi mà cô tha thứ lỗi cho tôi rồi thì cô làm ơn cô giúp giùm tôi nha. Anh đang ở đâu đó? Thôi,
Ê, bây giờ mình tính sao đây? Trốn về Mỹ trước khi trời sáng. Vậy còn Quyên sao? Nó muốn trốn đầu cày tia đó. Ê, nếu mày là Quyên, mày nghĩ mày phải làm sao? Chết. Tao chỉ nghĩ tới cái chết. Ê, hay là nửa đường nó nhảy xuống cửa sổ xe lửa sao? Từ ghế nhảy xuống đất nó còn không dám nữa, ở nhảy cửa sổ xe lửa. Bởi vì mới nói, nó nhảy để tự tử mà. Ai biểu mày không đi gửi xe? Ai biểu tao? Mày nói coi. Bây giờ mày tính sao? Sao cái gì mày cũng bắt tao tính đó vậy? Bộ tao là cái máy tính hả? Mày để tao tính là bây giờ mình đâu đứng ở đây đâu. Ít ra tao cũng biết là tao đang đứng ở đâu. Ủa mày cười con mẹ gì vậy? Tao với mày bị thằng Quy nó chơi rồi. Hả? Tao biết tính nó mà. Nó biết tao mày thế nào cũng tới đây à. Bởi vậy nó chơi với mày biết mặt á. Anh ơi. Gì vậy? Cho hỏi thăm nãy giờ anh thấy có người nào mặc áo mà không mặc quần đi vòng vòng ở đây không? Có, thấy chứ. Thấy chưa? Mày thấy tao tính chưa? Anh ơi! Cái gì? Anh có biết nó đi đâu không vậy? Biết chứ. Xin lỗi cô nha, tôi có làm phiền gì cô không vậy? Không, điện thoại với địa chỉ phần đó anh gọi về nhà đi. Nhớ đừng có làm ồn á nha, có người đang ngủ á. Tôi muốn xin cô... Chuyện gì nữa? Cô có thể cho tôi mượn 52.000 để tôi mua cái vé xe lửa về Sài Gòn không? Tôi không có 52.000. Alo, khách sạn Nguyên Quang. Tôi tên là Quy. Nếu mà có hai người bạn của tôi tới kiếm tôi thì cô làm ơn nhắn với lại mấy người đó giùm tôi một vài lời. Anh ở phòng số mấy? Tôi ở phòng số 502. Dạ được rồi, anh nhắn đi. Lời nhắn vậy nè. Hai cái thằng khốn nạn tụi bay. Tao giọng bể mặt tụi bay liền, nếu mà tụi bay không tới đây đón tao lập tức. Số phone của tao đang ở đây là... Số phone đây số mấy gì cô? 062-835-620. 062-835-620, nghe rõ chưa? Không sót một lời. Cảm ơn. Sao nó không chịu gọi cho vợ anh? Tôi... Anh nói với chị là anh không có đi nhậu với bạn bè. Rồi rốt cuộc... Sao cô biết? Có gì lạ đâu. Nhưng mà anh đừng có sợ, chị sẽ tha thứ cho anh mà. Con gái nhẹ dạ lắm. Nhưng mà không có nhẹ miệng cô ơi. Chừng nào tới nước cùng đi rồi tôi mới tính tới con đường đó. Vậy chứ bây giờ tôi hỏi anh còn nước nào nữa bây giờ? Chứ không lẽ từ Mỹ tôi về đây còn được mà giờ từ đây tôi về Sài Gòn không có cách nào sao? Có, nhưng mà hơi phức tạp một chút. Anh muốn nghe không? Cô nói đi. Hôm nay là đám cưới của anh cho nên tôi ngại là... Cô đừng có sợ gì hết á. Cô giúp tôi về Sài Gòn là được rồi. Cô nói đi. Hôm nay cũng là ngày giỗ của ngoại tôi. Rồi sao tôi về được Sài Gòn? Thì sau khi cúng kiến thì gặp ba má của tôi. Chỉ có vậy thôi hả? Dạ, anh phải làm bạn trai của tôi. Gì kỳ á?
không có cần biết. Tóm lại là nếu anh đồng ý thì tôi sẽ có cách giúp anh. Nhưng mà cô gặp ba má cô được lần rồi, rồi lần sau sao? Không có lần sau nào nữa hết á. Thôi, bây giờ cô để tôi đây. Tôi chờ hai cái thằng bạn khốn nạn của tôi gọi lại cho tôi đi, vậy chắc an hơn. Vậy thì tùy anh đi. Tới rồi, trả tiền đi mấy cha nội. Ủa tới đâu vậy? Thì tới chỗ tôi bỏ ông bạn xuống chứ đâu. Ôi trời, nó tới đi tới cơ hồn ôi trời. Ok, mày đâu mày ra đây. Ê, ủa tao không có giận nữa nha. Quy ơi. Quy ơi. Quy ơi Quy. Quy. Sáng rồi. Sao tôi đây vậy? Bữa nay là đám cưới của tôi mà. Anh nằm mơ chứ cưới ai? Sao không chịu kêu tôi vậy? Tại vì sao em ngủ ngon quá. Có ai gọi cho tôi chưa? Không có. Rồi giờ cô tính đi đâu vậy? Về nhà ba má tôi. Cô cho một cái phone được không? Alo. Alo. Xin lỗi, bà gọi lộn số rồi. Ai à? Bà già nào đó ai biết. Cô ơi, cô bấm lộn số rồi, làm ơn bấm lại giùm được không? Không, tôi bấm đúng mà. Nếu mà tôi giúp cô là trưa nay tôi có mặt ở Sài Gòn phải không? Thì nếu mà anh không có đi lộn xe nữa. Tôi cần cái quần. Nè cô, cô gọi cho ai vậy? Alo, má hả? Nè. Ê, cô hết đồ mượn rồi hả? Anh là người nhà quê mà, mặc quần lãnh đi ăn đám giỗ là đúng rồi. Cô nói ai là người nhà quê? Tôi nói bạn trai của tôi chứ không phải anh. Thì cô đặt ra nó mà. Sao không đặt là kỹ sư, bác sĩ hay là triệu phú gì ở bên Mỹ về cho ba má cô vui? Vậy thì anh lầm rồi. Tại vì ba má tôi chỉ thích tôi lấy một người như anh vậy nè. Tôi không tin. Có nhiều điều vẫn là sự thật, cho dù anh tin là không. Nhưng mà cô đi đâu một gấp dữ vậy? Còn 15 phút nữa là xe đò chạy rồi. Chạy đâu? Đi Mũi Né. Ê. Gì? Cô nói sao rồi đi Mũi Né? À, chuyện gì? Nhưng mà cô đâu có nói tôi là mình đi Mũi Né mũi chích gì đâu. Thì bây giờ tôi nói nè. Ok. Nếu cô quên tôi nhắc cho cô nhớ. 4 giờ chiều nay đám cưới của tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn á là ở hướng này nè. Còn Mũi Né là hướng kia kìa. Thì miễn sao anh về kịp Sài Gòn thôi chứ. Hả? Tôi không tin. Tôi không tin là tới giờ này mà tôi còn ngu tới cái mức độ mà tôi leo lên cái chiếc xe bò, xe đò đi ngược về hướng Sài Gòn hết á.
Vậy thì tôi nghĩ chỉ còn có một cách à. Anh gọi cho vợ của anh đi. Chừng nào mới tới lệnh? Khoảng hơn một tiếng nữa. Bây giờ là gần 7 giờ rưỡi. Tới nơi là 8 giờ rưỡi. Tôi ở nhà cô một tiếng đồng hồ. 9 giờ rưỡi là cô phải đón xe cho tôi về Sài Gòn. Dư thì giờ cho anh giải quyết luôn chuyện của hai người bạn anh. Mày có chắc chắn là nhảy được không? Đúng cái chuyện gì là chết á. Mày nhảy không được mới chết á. Hồi nhỏ xe gì tao cũng nhảy láng hết rồi. Nếu như là tôi là bạn trai của cô thì tôi cũng phải biết tên của cô chứ. Phương. Tôi tên là Huy. Không phải, anh thứ hai tên Hòn. Hai Hòn. Hai Hòn. Tôi nói với ba má tôi vậy. Đặt tên kỳ vậy. Tên vậy nghe mới giống nhà quê chứ. Vậy sao tên cô nghe không giống nhà quê? Tại anh chưa nghe tên thiệt của tôi thôi. Thì trước sau gì tôi cũng phải biết mà. Thôi. Tôi không có cười đâu. Thì tôi nói là thôi đó. Má tôi sanh tôi khó quá cho nên không có dám đẻ nữa. Ba tôi đặt tôi tên Thôi. Thôi là Thôi đẻ. Vậy còn Hòn là Hòn gì? Hai Hòn chứ không phải là Hai Hòn. Anh cười gì á? Tôi nghĩ nếu mà má cô đẻ thêm đứa nữa thì không biết phải đặt tên gì. Thiếu gì à... Thôi hết. Thôi ngừng. Thôi lỡ. Cô là con một chắc sướng lắm ha. Sao ai cũng nghĩ vậy hết ha. Con một mới là khổ đó. Không được đi đâu hết. Không được làm gì hết á. Thì cô đang tung tăng có một mình nè. Tôi lấy cớ đi làm để được ra khỏi nhà thôi. Anh biết không, bao nhiêu con trai trong làng tôi á, má tôi đều đem tới để giới thiệu cho tôi hết á. Má tôi sợ tôi quen với một người lạ mặt xong rồi cái dẫn tôi đi mất. Có lần tôi thấy má tôi đăng báo ở trong làng để tìm mai mối cho tôi nữa đó, anh có tin không? Tôi sợ quá cho nên mới đặt ra một người bạn trai để cho yên thân. Rồi giờ sao tự nhiên cô muốn chia tay vậy? Tối ngày bà cứ nói chừng nào con mới cho má gặp nó. Má muốn gặp nó. Giấu bà hoài cũng đâu được đâu. Cho nên tôi thấy vậy là hay nhất á. Vợ anh biết anh với tôi đang đi chung với nhau vậy anh có sao không?
Không có sao đâu. Có án mạng xảy ra à? Vậy là hên cho anh á. Tại vì cái bà già gọi lộn số hồi nãy chính là vợ của anh. Gì? Tôi nghĩ nếu mà vợ anh biết được anh phải trải qua bao nhiêu cực khổ như vậy để cưới chị, chắc chị sẽ vui lòng lắm. Vui hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi đang lo. Tôi hứa là anh sẽ về kịp mà. Tôi không có lo cái chuyện đó, tôi lo chuyện khác. Chuyện gì nữa? Thank you.
gánh chi? Tại vì tụi nó không có được cái cuộc sống mà yên lành giống như là người nông dân mình đây. Vậy vợ anh có biết nhìn người quá ha. Vợ của tôi thì khác à. Cổ thích cuộc sống ở thành phố hơn. Qua Mỹ kỳ này tôi sẽ dắt cô đi New York. Tôi biết có một chỗ uống cà phê. Mình ngồi đó uống một ly cà phê có thể nhìn thấy cả thành phố đi qua. Coi chừng chỉ đòi ở đó luôn đó nha. Nếu mà cô thích thành phố hơn tôi thì cũng chịu thôi. Vậy tôi nghĩ anh sẽ thích quê của tôi á. Đẹp lắm hả? Ừ. Ở gần nhà của ba má tôi có một cái vịnh. Mỗi lần về là tôi ra đó. Rồi tôi chèo thuyền qua bên kia bờ. Ở đó không có điện, không có người, không có điện thoại luôn. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chuông chùa thôi. Vậy mà tôi thấy không có thiếu gì hết. Rồi cô đó cả ngày làm gì đó? Thì giống như cô bé Hoàng Khăn Đỏ vậy đó. Đi lang thang ở trong rừng hái hoa. Không có sợ chó sói hay là rắn rít gì hả? Không có. Chỉ có một bầy chim hót suốt ngày vậy đó. Thí dụ như đói bụng thì leo lên cây hái trái ăn. Còn nóng hả thì nhảy xuống nước tắm. Cô không mặc quần áo cũng không sợ ai rình hả? Dương Nhi, anh có thể ở đó cho tới chết luôn mà cũng không ai tìm ra mình đâu. Tôi đi ra sao để cho anh ngủ nha. Má tôi mà hỏi tại sao anh nhìn hốc hác vậy, tôi không biết trả lời sao. Là chuyến xe lửa này về Sài Gòn không? Không. Đối với tao cuộc đời này giờ rất là quyền bí. Coi nó chắc chắn vậy chứ. Một lát nữa nó chụp lứt hết rồi. Giờ mày thấy tỉnh táo vậy mà bị khùng. Còn mày nhìn thấy khùng khùng vậy mà bị điên. Còn bao lâu nữa mới tới lận? Khoảng 15 phút nữa. Cái vụ nãy trên xe đò tôi... Anh ngủ được chút nào không? Ngủ đâu có được. Em cũng vậy. Gì? Ờ, không có gì. Em mới vừa xưng em với anh. Thì anh cũng mới vừa xưng anh với tôi đó. Thì anh xưng anh với em là phải rồi. Anh nói gì kỳ quá à. Hay Hoàng nói chứ tôi không có nói. Cô đừng hiểu lầm nha. Ai hiểu lầm? Tôi cũng đang nói kịch với anh vậy. Vậy đâu có gì kỳ. Cô sao vậy? Tôi sao? Anh đừng có nghĩ là tôi có tình ý gì với anh nha. Thì tôi cũng mong là vậy. Chứ nãy tại trên xe đò tôi thấy là cô nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì đó cho nên tôi... Cái gì? Tôi có nhìn anh bằng cách nào cũng không phải là cách anh nghĩ đâu. Anh hơi hồ đồ đó. Cô nói sao cũng được hết trơn á. Mà tại tôi muốn nói thẳng ra vậy. Để mai mốt mình đừng có cái chuyện gì xảy ra nữa. Bộ giữa tôi với anh có chuyện gì xảy ra rồi hả? Vậy chứ nãy sao cô xuống bằng sao cô ngồi? Thì tại tôi thấy anh ngủ. Tôi muốn nói ra vậy là tại vì tôi muốn xác định rõ ràng hai đứa mình đang ở đâu và phải đối xử nhau bằng cách nào. Tại vì tôi sắp có vợ rồi. Anh nói vậy là anh nói tôi có ý tế cho người anh phải không? Anh coi tôi là ai vậy? Tại sao anh làm vậy? Anh cứ khinh tôi hoài vậy? Tôi hối hận là đã gặp anh. Bây giờ tôi không có muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh giúp khác đi. Nè cô à. Cô à, tôi anh đừng có theo tôi nữa nha. Anh đối xử với tôi vậy là đủ rồi. Cô à, tôi nói chơi thôi mà, tưởng thiệt vậy, vui mà. Tôi cười nè.
thơm không? Tôi sẽ tắm cho cô bằng cà phê rướm. Ủa? Thưa má. Ủa? Con mới về đó hả? Dạ. Ủa, con về con mình à? Còn thằng Hai Hòn đâu? Anh bận việc cho nên không có về được. Mày hứa với má, cho nên từ sáng tới giờ má nôn nao, má không có làm được việc gì hết trơn. Trời à. Ủa, ba đâu rồi má? Tao hỏi mày, thằng Hai Hòn đâu? Ủa, Hai Hòn nó tới rồi đó hả bà? Đó, mà trả lời ổng đi. Đâu, nó đâu rồi? Mày làm gì vậy? Ai đó? Để con má. Anh tới đây làm gì nữa? Anh đi về đi. Đi đâu? Đi đâu vậy? Tôi đã kêu anh đừng có theo tôi mà. Tôi tới đây. Tôi xin lỗi cô vì cái vụ hồi nãy. Được rồi. Vậy bây giờ anh lập tức biến mất đi. Tôi làm cho cô mà. Cô làm ơn giúp tôi đi. Cuộc đời của tôi đang nằm trong tay của cô đó. Chảy rồi. Thôi à. Ai ngoại vậy con? Dạ, dạ không ai quan trọng hết. Anh muốn cái gì thì anh đi đi. Tôi muốn giúp cho cô mà. Tôi không có cần anh giúp nữa. Tôi muốn giúp cho cô. Chuyện gì vậy con? Ba má, Hai Hòn tới. Anh nói con thôi là nó khó tính lắm. Biết bao nhiêu thanh niên tốt ở làng này đi dạm hỏi nó. Nó đâu có chịu. Từ ngày mà nó nói nó quen với cháu đó, vợ chồng bác đó, nghĩ chắc là cháu là đẹp trai lắm cho nên nó mới ưng đó chứ. Dạ. Vậy mà mỗi lần hỏi nói về con á, nhất định nó nói con rất xấu trai. Hai bác không có tin. Dạ. Hôm nay gặp tận mặt nó bác mới tin đó chứ. À, cháu làm nghề gì vậy? Dạ anh. Dạ anh làm thầy chụp hình á. Chụp hình gì vậy cháu? Dạ thưa ông, chụp hình cho mấy cái tiệc cưới thưa bác. Sướng rồi nha. Dạ. Vừa làm vừa ăn đã đời. Dạ. Nè, vậy chắc mệt lắm hả cháu ha? Dạ, công việc thì cũng... Dạ cũng cực lắm chứ má. Nhưng mà anh nói là lúc chụp hình cho hai người hạnh phúc nhất trên đời á, thì không có thấy mệt nữa. Canh chua cái gì ba nấu ngon quá. Này con, làm gì mà la sùm cho lỗ tai của thím vậy? Thì ba ôm kia kìa. Ôi mà, cười quá. Ở hôm bữa đó tôi có nghe câu chuyện này vui lắm. Tôi kể lại cho bà con nghe tôi. Sáng thứ hai á, tôi với bà đi qua nhà anh Sáu. Sáng thứ ba. Tôi nói thứ hai. Sáng thứ hai tôi với ông không có qua nhà anh Sáu mà đi sửa xe Honda cho tím bảy. Tôi nói sáng thứ hai sao mà bà cứ cãi tôi hoài vậy? Trời đất ơi, sáng thứ ba ông lú lẫn quá rồi ông ơi. Cái gì? Tôi bà nói tôi lú lẫn hả? Tôi nói sáng thứ hai vì ngày Chủ nhật tôi đem chiếc xe tôi sửa. Ai sửa xe ngày Chủ nhật ông chứ? Cái thằng này nó quen biết của tôi sửa xe ngày Chủ nhật. Thôi ông ơi, ông nói mà không biết ông nói cái gì nữa. Hả? Mày nói gì? Tôi nói mà tôi không biết tôi nói gì à? Chứ còn gì nữa? Cái gì vậy cha? Dạ con tìm Thôi. Bác chưa kể hết câu chuyện mà cháu đi đâu vậy? dạ, như bác kể tiếp và con nghe. Đó, bác kể đi. Dạ. Sáng thứ hai nào, dạ. Tôi với bà mới qua nhà anh Sáu rồi. Sáng thứ ba. Cái bà này đó nghe. Tôi nói sáng thứ... Dạ, thứ mấy cũng được thôi, bác kể đi con nghe bác. Đó, thì muốn sáng thứ mấy, ông muốn kể gì, ông kể đi. Dạ, chuyện vui mà bác. Dạ. Cái chuyện nó vậy nè. Dạ sao? Vui lắm. Chẳng sáng thứ hai tôi với bà qua nhà anh Sáu, tôi có nghe kể cái chuyện để coi. Tôi tháng thứ hai rồi tôi quên mẹ nó hết trơn rồi. Dạ thưa bác có thấy cô
bác có thấy thôi đâu không bác? Mới xa nhau có một chút là nhớ rồi phải không? Hả? Dạ. Nó chạy vòng vòng đâu đó. Dạ. Bác trai đọc nhiều sách quá hả bác? Của con thôi đó đã. Nó mê văn chương rồi còn nhỏ rồi. Đọc cái gì đó? Đọc lớn cho bác nghe với coi. Dạ. Ai lái thuyền mơ trôi rất xa, bâng khuâng xe lại tóc mây chiều. Con thuyền lặng lẽ bờ xa thẳm, biết đến xuân nào cách sang sông. Ai đặt bài thơ này mà buồn quá vậy bác? Ủa con thôi đó. Ủa? Ủa cháu không biết sao? Dạ. Dạ không. Dạ không, tại vì tại thôi đặt nhiều thơ quá thành ra. Dạ con nhớ không hết. Con bác làm trước chút nha. Dạ. Tôi chưa thấy ngày nào vui như một cái nay đâu. Nè hai đứa, nói gì thì nói đại đi. Ú qua ú lại là tao chóng mặt luôn chứ. Giống tụi bà hồi nhỏ. Nè, má muốn là sang năm mấy con cho má có trắng bọng. Ú là gì vậy con? Dạ, dạ không có gì. Vậy chân trái con đá chúng có chân phải vậy. Giỡn chơi vậy. Tôi đem nói nghe nè. Dạ xin phép bác. Anh sao vậy? Anh chờ gì nữa? Tôi không biết. Anh đừng có giỡn mặt với tôi vậy nha. Xin lỗi nha, tôi làm không được. Tại sao không? Tôi kêu anh tới đây là chỉ có nhiêu đó thôi, anh hiểu chưa? Nhưng mà tôi làm không được. Tại sao không được? Tại vì nếu như tôi là Hai Hoàng thì tôi sẽ không bao giờ đánh cô. Hai đứa ra sau giường núp đi. Nè Hai Hòn à. Dạ. Nhớ tuần sau qua thăm hai bác nha. Dạ, dạ thưa hai bác về tuần về. Nè cẩn thận đó. Dạ con cẩn thận. Xe Honda đó cũ lắm rồi. Dạ. Bác cho cháu biết là cháu yên tâm cái xe mới sửa chủ nhật. Dạ, chủ nhật này à. Yên tâm đi. Nữa bà nữa. Thank you.
tôi lột xuống xe hả? Vậy anh lái đi. Ông nội tôi không dám lái nữa. Anh muốn về Sài Gòn hay không là tùy anh. Nói gì để anh không cần nói gì hết á. Cảm ơn cô thiệt là nhiều. Anh đi đi, trễ giờ đó. Còn cái chuyện của Hai Hòn, đừng có lo cho tôi, trễ giờ rồi kìa. Chúc anh trăm năm hạnh phúc. Nên cho vô kệ loài cái bạn nó không mày ra. Bán cho tôi một cái vé một chiều về Sài Gòn liền lập tức. Đây nè, tiền đây nè, tiền ở đây nè. Mấy giờ sẽ lựa khởi hành? 1 giờ trưa. Tôi nói bán cái vé liền lập tức. Thì tôi bán cho ông liền lập tức nè. Bà không bao giờ, không bao giờ chịu hiểu tôi. Tôi không có thể nào tôi chờ tới 1 giờ tôi mới về Sài Gòn được. Tôi muốn liền lập tức, có nghĩa là ngay bây giờ. Ông tới trước 5-7 người khách thì được. Giá 10 giờ rưỡi vừa bán xong. 5-7 người. Bây giờ vậy, vé ngồi, vé đứng, vé nằm, vé gì cũng được, bán đi. Vé ngồi, đứng, vé nằm gì cũng không còn hết. Trễ giờ mà anh không nghe. Cô đứng đây chờ tôi nãy giờ hả? Còn lâu á. Hồi nãy anh đụng thùng rác, cắn miếng chai làm bể bánh xe. Người ta mới giá xong kìa. Sao anh hên quá vậy? Hên? Tôi mới chạy chuyến xe lửa về Sài Gòn cuối cùng kìa. Hên cái gì? Anh hên là tại vì tôi còn biết chuyến xe đò đi về Sài Gòn nữa. Xe? Ở đâu? Thì cái bến xe đò mà nãy mình chạy ngang đó. Chừng nào nó chạy? Khoảng 3 phút nữa. 3 phút nữa? Đừng có nhìn tôi như vậy. Bà con ơi, kêu ông Đinh phụ cô. Bà con ơi, chạy xe kiểu gì nè? Cộng đi đường sao còn chạy vậy, đụng chết người ta sao hả?
sao tôi vậy? Sao? Đụng người ta phải đền chứ sao cái gì? Rẽ cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Anh bỏ đây tôi lo cho. Anh chạy đi để không có cơ hội về Sài Gòn nữa đó. Tôi biết cô nói sao để cảm ơn cô. Đừng có nói trễ giờ rồi kìa. Đi đi trễ nữa đó. Anh định bỏ đi hả? Anh đi có chị lên nè, có cổ lên đi. Cô gái tên là Phương, mặc áo màu hồng lợn lợn. Trả xe cho cô, cảm ơn anh. Cô, xin đòi Sài Gòn chừng nào chạy với cô? Chưa anh, còn một phút. Nè, đi chơi cái kiểu này ngồi coi không lượt rồi nha. Bộ có một mình đi trễ đi Sài Gòn sao? Cho hai vé làm ơn. 60 ngàn. Nè, chơi kiểu này được chưa? Trời lá coi, nếu không có Lị trễ mẹ nó rồi, Lị làm cái gì ngấp mà chạy dữ quá vậy? Tôi đi cưới vợ, chiều nay là đám cưới của tôi. Chúc mừng cho Lị, ngồi chúc cho Lị 100 năm hạnh phúc. Trung ương 26 đã nghiên cứu và đưa ra thị trường loại thuốc kim tiền thảo dựa theo bài thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc để điều trị bệnh sỏi thận. Ông Lê Minh Điểm, giám đốc thí nghiệm dược phẩm Trung ương 26 đã giới thiệu về các đề điều trị của loại thuốc kim tiền thảo. Dạ tính sao đây? Từ từ mày ơi. Lại vậy đi. Giờ tao với mày đánh tù tì đi. Đánh ai? Đánh tù tì á. Ai đánh? Mày ngu quá mày ơi. Tao với mày đánh tù tì. Chi vậy? Để nếu mà cái thằng nào thua đó thì thằng đó chịu trách nhiệm, hiểu không? Trời có sập xuống rồi sập lên đầu một thằng thôi, hiểu không? Sập đầu mày thì có. Mày bại đầu. Tôi tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh. Tổ chàng nào nãy nó xô tôi xuống xe. Anh có biết hồi nãy người ta đứng trước mặt tôi chửi tôi lớn tiếng như vậy mà tôi lại không nghe tiếng nào? Sao vậy? Cô bịt tai lại hả? Không, tại vì đầu óc tôi cứ nghĩ là không biết anh có lên kịp xe đò không. Còn nãy chạy theo tôi kêu cái xe ngừng lại mà mình lại muốn nó chạy luôn. Đồ mất dậy! Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt nữa nghe chưa?
hiện tại phim 7 tôi chỉ còn chiếc xe này để tới lui à. Chứ nếu không tôi sẽ chở anh, cho anh mượn để lái về Sài Gòn. Không sao đâu, còn chiếc xe lửa lúc 1 giờ trưa mà. Tôi sẽ trở về Sài Gòn đúng là lúc đám cưới. Vậy mình trở lại ga liền đi, để hết vé nữa đó. Thôi chết, hồi nãy có nhiêu tiền tôi đền cho người ta hết rồi. Tôi về mượn thêm tiền ba má cho anh. Thôi, hồi sáng này tôi thấy má của con còn mượn tiền của dì ba nữa đó. Mặt mũi đâu mà mình về mượn tiền ba má cô nữa. Với lại hơn nữa tôi không muốn cho ba má cô có vấn đề gì với lại hai hòm hết. Có sao đâu, hai hòm không có thiệt mà. Thiệt, thiệt hơn làm ông kiến trúc sư nhiều. Tôi nghĩ anh đã tới nước cuối cùng rồi đó. Cô nói cũng đúng, tôi đâu có cần đợi tới nước cuối cùng vậy mới gọi về cho vợ của tôi. Tại vì tôi đâu có làm gì lỗi đâu tôi sợ. Điều quan trọng là lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để trở về Sài Gòn mà. Đúng rồi, hôn nhân đâu phải chỉ là cái đám cưới. Nếu như cô là vợ của tôi thì cô sẽ làm gì? Tôi sẽ không để cho anh rời khỏi tôi một giây nào nữa hết. Hello. Alo. Ôm má hả? Dạ con là Huy nè. Xong rồi hả? À. Chỉ không có la anh chứ. Thấy chưa? Anh sắp làm đám cưới rồi mà không biết đàn bạn gái gì trơn. Nhưng mà ít ra tôi cũng biết được một điều, chẳng thà là bị đàn bạn gái chửi mắng còn hơn là không có thèm nói chuyện gì hết á. Chị không muốn nói chuyện với anh hả? Má của cổ bắt phone, nói là cổ đóng cửa trong phòng á, không muốn nói chuyện với tôi, rồi cúp phone không cho tôi giải thích cái gì hết trơn á. Vậy bây giờ anh tính sao? Tính gì nữa? Tôi mà tính được gì nữa? Tôi tính được sao? Anh đừng lo, tôi sẽ tìm cách cho anh về mà. Đùn mà sẽ đứt xe lửa hả? Anh chờ tôi ra một chút nha. Anh có thể về được rồi. Cô đâu có cần phải làm như vậy. Ừ. Anh nói tôi cắt tóc ngắn nhịt xấu lắm phải không? Không, đẹp. Đẹp hơn gấp 100 lần. Thôi, tôi về. Ba má tôi đang đợi tôi ở nhà. Tôi muốn xin cô cái địa chỉ để có gì tôi gửi tiền lại cho cô. Tôi cho anh mượn tiền hồi nào đâu. Nhưng mà cũng phải để tôi gửi lại cho hai bác chứ. Không, tôi thấy mình từ biệt nhau giờ là hay nhất.
Chào anh. Quán cô à? Cô à? Phương! Phương! Anh muốn gì nữa? Tôi còn 1 tiếng rưỡi nữa, xe lửa nó mới chạy lên. Tôi nói trước với cô là tôi không biết lỗi rồi nha. Ai biết anh cứu tôi hồi nào đâu. Không phải, tôi sợ cô hiểu lầm. Rồi có gì tôi ôm cô mà cô đẩy tôi ra là chết tôi á. Thì tôi cũng phải đẩy anh ra. Ừ, sao cô ác dữ vậy? Anh ôm cái khác đi. Anh ôm tôi, 2 đứa chết hết á. Lần đầu tiên tôi tới đây, anh biết tôi nghĩ gì không? Ở đây có cả 6 hùng hả? Tôi nghĩ là tôi sẽ không có bao giờ chỉ cho ai cái chỗ này hết. Luôn cả ba má tôi. Nhưng mà tôi hỏi cô, đây có cái 6 không kìa. Tôi muốn người đầu tiên tôi dẫn tới đây sẽ là người mà tôi yêu chọn rồi. Không ngờ rốt cuộc là anh. Tôi yêu. Cô chưa có yêu ai hả? Tôi chưa biết. Tôi sẽ không bao giờ quên cái chỗ này đâu. Anh làm hư chỗ này rồi anh biết không? Sao vậy? Tôi xấu dữ lắm hả? Lần sau tôi tới đây nó sẽ không có còn yên tĩnh như hồi xưa nữa đâu. Tôi muốn hỏi cô một câu được không? Không. Vậy thôi. Anh hỏi thì hỏi đại đi. Ai biểu còn hỏi được hay là không nữa. Nhưng mà cô không muốn trả lời thì cũng được. Anh hỏi gì tôi cũng trả lời hết á. Cô lên Sài Gòn làm gì vậy? Tôi dạy tiểu học ở trường Hồng Bàng. À, cô giáo. Ừ, 3 năm rồi. Lẽ ra tôi phải đoán được cái điều đó. Sao vậy? Thì mấy kệ sách đầy dốc ở nhà cô đó. Ủa, anh coi hồi nào vậy? Cô đọc sách cỡ đó thì phải dạy trung học mới đúng. Tôi thích nhất là dạy lớp mẫu giáo. Sao vậy? Tiên học lễ, hậu học văn mà. Học trò của tôi phải làm người tốt trước. Chứ ai mà như 2 đứa mình vậy? Ủa, mình không được tốt sao? Ai là kiến trúc sư ở đây? Rồi ai đặt ra 2 hoàng để gạt 3 má mình? Thôi cô vô chùa ở đi. Vậy còn anh? Anh thích nhất là làm gì? Làm biếng. Đáng lẽ ra tôi cũng phải đoán được. Tôi rất là phục những cái người biết đeo đuổi những cái gì mình thích làm. Còn tôi, tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Hồi nãy anh nói anh làm biếng, tôi còn tưởng anh nói giỡn chơi nữa chứ. Đứng yên, hình như tôi thấy có con đĩa hay con gì nó đang bò vô chân anh á. Con gì? Cô thọt cho cô bắt ra giùm tôi đi. À, tôi biết là con gì rồi. Con gì? Ê, đừng có quay lại đây. Con Thế. Con Thế là con gì? Nó vào đỏ, con Thế đỏ. Con Thế đỏ. Con hút máu. Con Thế đỏ là con gì? Con Thế đỏ là con sở đế đó. Con... Nè, nguyên một con khổng lồ đang đứng trước mặt tôi nè. Tôi mà yếu tim chút xíu nữa là tôi chết rồi. Ai biết anh sợ dữ gì đâu. Hồi nhỏ tôi bị con gà nồi nó trượt nó đá. Về nhà tôi khóc quá trời quá đất. Lớn lên hay mỗi lần mà gặp con gà là tôi đã sợ rồi. Chứ đừng có nói là con gì. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ tới cái lúc mình chia tay. Không biết mình phải nói gì đây. Đừng có nghĩ nữa. Anh làm mất cái giây phút. Tôi sẽ khó chịu lắm nếu như mà không biết phải nói gì. Anh đừng nói gì hết nha. Tôi sợ cái cảnh đó lắm. Nhưng mà đâu có ai tránh được. Hay là bây giờ mình nói chia tay trước đi. Chút nữa khỏi lo.
cũng được. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt anh. Xong. Xong. Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì nữa vậy? Anh nghĩ tới cái lúc sau khi mình chia tay rồi thì không biết sẽ làm sao ha. Thì anh làm đám cưới. Còn cô? Không biết. Chắc tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn của tôi. Trang. Trang. Trang, bắt phone lên đi. Hello. Mai hả? Phương nè. Ừ, tôi nè. Bộ có rảnh không? Làm gì? Nói chuyện với tôi một chút. Chuyện gì? Hôm qua tôi tình cờ gặp được một người. À, con trai phải không? Đàn ông, già rồi. Đâu có già tới mức vậy chứ. Tôi gặp ảnh ở trên xe lửa. Rồi cả ngày hôm nay tụi tôi ở đi chung với nhau. Bộ điên rồi hả? Chắc vậy quá. Mới đầu gặp ảnh thì tôi ghét ảnh lắm. Còn bây giờ thì tôi càng ghét ảnh nhiều hơn nữa. Sao vậy? Hello. Hello. Chết. Mất sóng rồi. Tiếp phiên tôi gọi cho bạn của tôi. Hello. Ren. Ren. Hello. Hello. I am not home right now. Please leave a message. Thank you. Beep. Dũng. Hello. Đứa nào nghe tiếng của tao mà không bắt phone nên là chó. Hello. Alo. Mày mới Việt Nam về hả? Ừ à. Mày rảnh không? Rủ tao đi ăn hả? Không, muốn nói chuyện với mẹ một chút thôi. Chuyện gì? À, đợt này về bên đó tao mới quen được người. Cái gì? Mày về bển làm đám cưới mà. Thì đúng rồi, nhưng mà ý tao nói là một người khác kìa. À, muốn giới thiệu cho tao cái gì? Hả? Nhỏ coi được không? À, mát mắt lắm. Đầy đủ 3 dòng hả? Tao tình cờ gặp cổ trên xe lửa đó. Rồi sau đó một ngày một đêm, tao sống hoàn toàn là tao. Không có cần phải làm một ông kiến trúc sư gì hết. Ủa? Mày làm kiến trúc sư hồi nào vậy? Mới đầu gặp cổ tao ghét cổ lắm. Nhưng mà bây giờ thì tao ước gì tao chưa bao giờ được gặp cổ. Tao nghĩ cổ cũng nghĩ như mày vậy. Cô thường hay ngồi đây làm thơ lắm phải không? Rồi sao anh biết vậy? Ai lái thuyền mơ trôi rất xa, bâng khuâng xe lại tóc mây chiều. Con thuyền lặng lẽ bờ xa thẳm, biết đến xuân nào khách sang sông. Ai cho anh đọc lén thơ của người ta vậy? Thì kể như là cô tặng tôi bài thơ đó đi. Không, anh cướp nó. Vậy thôi, để tôi tặng lại cô bài thơ khác. Anh cũng làm thơ nữa hả? À, nhưng mà cô không có được cười nha. Ừ.
Bài thơ này tên là Tình Quê. Tình Quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi, ngàn lao không tiếng nói, lòng anh dường đê mê. Đã nói là không được cười thơ của người ta mà. Bài thơ hay như vậy làm gì tôi cười chứ. Tôi cười anh á. Sao cười tôi? Bộ kiếp trước anh là hàng mật tử hả? Tôi trích con đoạn chút xíu vậy nè, mà con cũng biết được nữa, hay thiệt. Anh nói có mấy chữ là tôi biết rồi. Tại tôi không muốn làm cho anh mất hứng thôi. Trời ơi, có cái mặt kìa. Xấu hổ. Không, tại vì cô chưa có rành về thơ á, chứ thơ nó không có thuộc về cái người mà viết ra nó. À, thuộc về anh hết hả? À, không, nó nó thuộc về những cái giây phút ngắn ngủi mà tôi với cô quên mình đang là ai. Anh... Cô. Cô nói trước đi. Anh nói đi. Tự nhiên tôi nhớ lại cái chuyện tình của bác cô. Nếu như mà ông còn sống thì tôi sẽ hỏi ông một câu. Anh hỏi gì? Tôi sẽ hỏi ông, nếu mà được phép đi ngược dòng thời gian thì ông có muốn thay đổi điều gì không? Anh sẽ trả lời câu hỏi đó cho ông. Nhưng mà cô gái đó chưa bao giờ nói thương ông mà. Nếu không thương thì cô mới nói đó. Lan à, nghe nói đi. Lan. Anh muốn xin lỗi hả? Thưa rồi. Không. Anh. Chứ cái gì? Anh bị gái dụ. Bạn anh đã nói cho em nghe hết rồi. Anh đừng có bịa chuyện ở đây nữa. Em hiểu lầm rồi. Anh không có bị gì hết trơn á. Thôi, mệt quá này. Anh nói ra thì em không có tin đâu. Nhưng mà tất cả những cái chuyện xảy ra cho anh từ tối hôm qua cho tới bây giờ cũng chỉ tại một điều là anh muốn về đây em cưới em thôi. Cưới em hả? Nhưng ít nhất cưới em anh phải có một cái đám cưới chứ. Mà bây giờ nè, anh coi anh kìa. Anh xuống dưới cho người ta cười vào mặt anh hả? Thì kệ người ta đi. Cái gì? Cái chuyện này đâu phải là cái chuyện của người ta. Đừng có coi anh như là Việt Kiều hay là kiến trúc sư gì hết á. Cái chuyện này là cái chuyện hôn nhân hạnh phúc của hai đứa mình. Cái chuyện hạnh phúc trọn đời của anh với em mà. Đúng.
Đây là chuyện của anh với tôi. Nhưng mà chuyện của anh với tôi đó có nghĩa là tôi lấy chồng Việt Kiều, có nghĩa là tôi lấy kiến trúc sư, có nghĩa là tôi qua Mỹ rồi trở thành ca sĩ. Chuyện sĩ diện của ba má tôi dưới lầu nữa kìa. Nhưng mà cái hôn nhân của mình đâu có phải chỉ là cái đám cưới này đâu. Nhưng mà hôn nhân phải bắt đầu bằng một cái đám cưới chứ. Anh nghĩ hôn nhân nó phải bắt đầu bằng cái sự biết chấp nhận sự thật của hai đứa mình này. Thôi mệt quá đi, anh nói gì chẳng hiểu gì hết á. Ý anh muốn nói là anh, anh không có phải là kiến trúc sư. Cái gì? Anh không phải là kiến trúc sư. Anh là thợ chụp hình. Thợ chụp hình hả? Vậy chứ thợ chụp hình á thì anh làm cái trò gì vậy? Anh chụp hình và anh lưu lại những hình ảnh đẹp nhất, sung sướng nhất của một đời người. Anh điên quá rồi, anh điên quá rồi. Anh thiệt ra anh không muốn gạt em đâu, nhưng mà mỗi lần mà anh muốn nói ra cái chuyện này á thì anh lại sợ là anh sợ là anh mất em. Anh buông ra. Bây giờ tôi hỏi anh một câu nha. Anh về Việt Nam cưới vợ làm gì? Bộ anh tính đem tôi qua bên Mỹ rồi đẻ con, rồi nấu nướng, rồi giặt đồ rửa chén cho anh. Bộ anh tính mang tôi qua Mỹ để hầu hạ làm mọi anh suốt đời. Thì anh định anh về đây anh cưới em để anh có một gia đình hạnh phúc thôi. Thợ như anh thì có mấy ống gia đình là đúng rồi. Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Đi. Đừng có trở lại đây nữa. Đi. Bài đầu mày nói trước đi. Tụi bay là những thằng bạn tốt nhất trên đời của tao. Thank you.
Dạ thưa hai bác, dạ cho con gặp thôi ạ. Ủa, ồ, sáng nó đi với con mà. Dạ. À, biết rồi. Hỏi nó coi. Cái ông này. Dạ thưa hai bác, dạ con đi. Nè. Cái gì kỳ vậy bà? Thôi. Hai Hoàng. Không, tôi tên là Huy. Không phải anh đang làm đám cưới sao? Nếu mà đi ngược dòng thời gian, tôi nghĩ là bác của cô sẽ thay đổi tất cả. Anh tới đây chỉ nói vậy thôi hả? Tôi còn câu hỏi nữa. Về mấy kỳ này, tôi đang định mở một lớp dạy trẻ em tiếng Việt. Tôi rất là cần cô giáo có lương tâm nghề nghiệp. Cô nghĩ sao? Anh trả lương sao? Tệ không tưởng tượng được. Dạy ngày dạy đêm, 20 đô một tháng. Tôi bằng lòng. Sao quá, cứu tôi với. Đợi tôi chút, tôi tới liền nè. Phương. Sơn Entertainment và Cinema Pictures hân hạnh giới thiệu một phim truyện của một dàn Việt kiều trở về quê hương theo tiếng dục giả của con tim. Tôi tên là Huy. Tôi về Việt Nam cưới vợ. Ngày mai sẽ là đám cưới của tôi. Chúc anh trăm năm hạnh phúc. Nhưng có một điều anh không thể ngờ rằng đêm nay tất cả bạn bè ở 3-4 nước ở khắp nơi về đây để chung vui với mày trong cái đêm cuối cùng trong cuộc đời độc thân của mày.
và mối tình trăm năm của anh bỗng gặp ghềnh như thuyền trước bão. Anh về Việt Nam anh cưới vợ làm cái gì vậy? Phương! Chết mẹ rồi. Anh bắt đầu một cuộc phiêu lưu đầy trắc trở để tìm lại tình yêu. Xe lửa! Tôi đang làm chuyện xe lửa vậy? Nhưng đường đời lạc lối, khó biết nẻo về. Tôi sẽ không bao giờ quên được chỗ này. Anh là Michael. Doctor Michael. Chắc kỳ này Quy nó về Mỹ, nó mua súng, nó bắn tao ở mày rồi đó. Bán cho tôi cái vé một chiều đi về Sài Gòn liền lập tức. Nhưng tất cả mọi chuyện đã trễ rồi. Trời ơi, tôi đang ở đâu đây trời? Có mối tình thơ mộng với tới trời cao rộng. Em cô đơn chẳng sao, yêu đương thầm kín. Có tiếng cười êm đềm đánh rớt nụ hoa mềm. Anh đi quá, anh đi quá rồi. Khi đang yêu anh chẳng còn tìm bỏ người. Có môi tình thơ mộng với tới trời cao rộng. Em cô đơn chẳng sao, yêu đương thầm kín. Có tiếng cười êm đềm đánh rớt nụ hoa mềm. Khi đang yêu đừng trách đừng quên anh, tôi thấy mặt nghe chưa.